Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành, huyện, thành phố và các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Kỳ họp đã thảo luận cho ý kiến và các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án xây dựng, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Sửa đổi bổ sung khoản 9, điều 1, nghị quyết số 47 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê địa phương trên địa bàn tỉnh. Các dự thảo nghị quyết về bổ sung hỗ trợ kinh phí cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2024 đợt 1. Về phân bổ sử dụng nguồn ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu năm 2020. Về tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh 5 năm, giai đoạn 2021-2025, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, lĩnh vực thông tin và truyền thông. Về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Về quyết định chủ trương đầu tư dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 6 huyện, thành phố là Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc và chuyển đổi hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch. Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, Ban Liên lạc Trung đoàn 256 tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Trung đoàn 256, 27 tháng 6 năm 1972, 27 tháng 6 năm 2024. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 52 năm thành lập Trung đoàn. Ngày 27 tháng 6 năm 1972, Trung đoàn Pháo Cao xạ 256 được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn 68B của tỉnh Bắc Thái, tuyển chọn 300 tân binh là con em các dân tộc trong tỉnh, với nhiệm vụ đánh trả của tiến công của Mỹ ở miền Bắc. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung đoàn 256 đã bảo vệ xuất sắc nhiều cứ điểm quan trọng tại Thái Nguyên, tiêu diệt 7 máy bay Mỹ các loại và hạ 2 pháo đài bay B-52, đóng góp vào nhiều chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau chiến tranh, nhiều cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, chính quyền, quân đội, đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Hiện nay, các cựu chiến binh trở về cuộc sống đời thường, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên và trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo phường hội hợp tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao, vận dụng hiệu quả phương pháp diễn theo đạo và đạo theo diễn, cuộc diễn tập đảm bảo các nội dung đề mục trong diễn tập. Các vấn đề huấn luyện thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, bảo đảm tốt về thời lượng cho từng nội dung diễn tập. Cuộc diễn tập chiến đấu phường hội hợp trong khu vực phòng thủ đã thành công tốt đẹp. Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá cuộc diễn tập đạt xuất sắc. Qua diễn tập góp phần nâng cao sự vận hành cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự chủ trì phối hợp với Công an, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.
Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ xã An Hòa, huyện Tam Dương tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa. Tình huống giả định, tại khu vực bán hàng kết hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp của hộ gia đình bà Vương Thị Lượng xảy ra cháy. Nguyên nhân do sử dụng ấm siêu tốc để đun nước bị hỏng xảy ra cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực hàng hóa để gần đó và phát triển thành đám cháy. Lượng khói, khí độc bao trùm cả ngôi nhà. Do đám cháy phát sinh gần cửa chính nên đã cháy lan sang nhà bên cạnh. Lúc này, trong nhà có hai người đang ngủ bị mắc kẹt. Khi tiếp cận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp với các đơn vị chức năng để chữa cháy, cứu người và di rời tài sản ra khu vực an toàn, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Thông qua thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm tăng cường khả năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khả năng sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố cho các gia đình trong khu dân cư và lực lượng phòng cháy cơ sở. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã, theo phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 68,81 điểm, xếp thứ 15 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 0,1 điểm và 7 bậc so với năm 2022. Trước sự sụt giảm như vậy, tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp trọng tâm với mục tiêu quay trở lại top 10 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI những năm tới. Theo kết quả chỉ số PCI năm 2023, Vĩnh Phúc chứng kiến sự giảm về cả điểm số và thứ hạng. Trong tổng số 10 chỉ số thành phần, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có 4 trên 10 chỉ số tăng điểm và thứ hạng, 1 trên 10 chỉ số giảm điểm và tăng thứ hạng, 5 trên 10 chỉ số giảm điểm và giảm thứ hạng. Để làm rõ những nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị phụ trách thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chỉ số thành phần, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với 9 huyện, thành phố và 5 sở ngành có liên quan. Theo đó, các yếu tố tác động đến việc giảm điểm và thứ hạng của từng chỉ số thành phần đã được các cơ quan đơn vị làm rõ. Một đơn vị triển khai thực hiện dự án lên đến Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện cái thủ tục đề nghị thủ tục giao đất đi thì nó sẽ vướng hai cái. Một là chúng tôi phải hỏi là thì các anh đã giải phóng được 100% đất chưa? Thì nếu mà chưa giải phóng được xong thì chúng tôi bây giờ cũng không có cơ sở nào để chúng tôi giải quyết cả. Thứ hai là nếu xong rồi thì các anh có nằm trên dọc quốc lộ tỉnh lộ không? Còn nếu có thì chỗ đấy thì có 1/500 chưa? Có rồi và được rồi. Thế thì lại xem là cái giải pháp của Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Xây dựng xem cái việc triển khai dự án có thuộc cái trường hợp phải dừng thực hiện hay không. Sau khi đánh giá các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến sự sụt giảm của các chỉ số thành phần, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự minh bạch, giảm chi phí thời gian và chi phí không chính thức, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư cả tại chỗ và ở nước ngoài, thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung cơ sở dữ liệu bộ tài liệu xúc tiến đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch số 36 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tiến hành khảo sát, tổng hợp báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI hàng năm sớm hơn để có căn cứ triển khai những giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI. Theo kế hoạch 36 thì các huyện, thành phố thì và sở ngành đều chưa xây dựng được cái kế hoạch để mà cải thiện DDCI. Thế nhưng năm 2024 này thì chúng tôi đến làm việc thì cũng đã đều có cái đề xuất là sẽ phối hợp cùng với Hiệp hội để xây dựng cái kế hoạch DDCI. Để từ cái kế hoạch DDCI sẽ có những cái giải pháp để cải thiện chính các cái chỉ số DDCI. Từ cải thiện các chỉ số DDCI thì sẽ thúc đẩy được cái cải thiện PCI. Bên cạnh việc chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số thành phần, thì rất cần sự nỗ lực và cuộc với quyết tâm cao nhất của các cấp, các ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có như vậy, quyết tâm quay trở lại top 10 bảng xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh mới trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, ở các địa phương trong tỉnh hiện có nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi, luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, vươn lên trong cuộc sống.
họ thiết lập các mô hình kinh tế để tạo dựng và duy trì mức thu nhập khá hoặc làm giàu bằng chính đôi bàn tay, khối óc của mình. Ông Nguyễn Văn Hoàng, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, bắt đầu biết và triển khai mô hình nuôi chim bồ câu Pháp từ năm 2016. Ông nuôi khoảng 500 đôi chim câu bố mẹ theo hình thức chuồng lồng. Mô hình tuy không lớn nhưng lại cho hiệu quả kinh tế tốt. Nuôi chim bồ câu Pháp, chi phí xây dựng chuồng trại đơn giản, không tốn kém, thị trường tiêu thụ rộng, nguồn cung cầu ổn định. Do vậy, mang lại nguồn thu nhập khá cho người chăn nuôi. Hoạt động chăn nuôi chim bồ câu Pháp của ông Hoàng đã duy trì liên tục được 8 năm nay, giúp cho gia đình ông có mức thu nhập khá và ổn định từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Thấy được hiệu quả từ mô hình kinh tế của gia đình mình và nhu cầu lớn của thị trường, ông Hoàng đã hướng dẫn để những người bạn trong tổ dân phố cùng nuôi. Ông cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật, truyền đạt kinh nghiệm để mọi người hiểu, tránh những thiệt hại. Quá trình nuôi thực tế cho thấy bồ câu Pháp dễ nuôi, nhanh lớn, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản, nhu cầu thị trường cao, lại không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Quá trình nuôi và chăm sóc chim bồ câu tương đối đơn giản, từ lúc chim nở đến lúc sinh sản khoảng 5 đến 6 tháng. Nắm rõ quy trình chăm sóc và tuân thủ điều đó, nuôi chim bồ câu Pháp là hướng đi được nhiều hộ gia đình lựa chọn và xem đây là hướng đi chủ lực để phát triển kinh tế gia đình.